Chiếc váy cưới của Anna Baker, chuyện kể rằng một cô gái có tên Anna Baker, tuy xuất thân từ một gia đình giàu có, lại chót đem lòng yêu thương một anh thợ sắt nghèo hèn. Cả hai đã quyết định cưới nhau và chiếc váy này được cô gái mua về như là một phần chuẩn bị tất yếu cho lễ thành hôn của đôi uyên ương sắp sửa được diễn ra. Tiếc thay, ông bố của Anna đã phát hiện ra sự việc và ra sức cấm đoán cũng như chia cắt đôi bạn trẻ. Kể từ đó, Anna sống cuộc đời cô quả trong tủi hờn và đau khổ trước khi chính thức vĩnh biệt cõi đời vào năm 1914. Sau cái chết của cô gái trẻ, chiếc váy cưới được đem vào trưng bày tại bảo tàng biệt thự nhà Baker tại thành phố Altoona thuộc tiểu bang Pennsylvania, Mỹ. Những người làm công tại bảo tàng thuật lại cho rằng họ từng trông thấy chiếc váy đu đưa và lắc lư theo điệu nhạc mặc dù bị treo trong tủ kính khóa chặt. Họ tin rằng linh hồn của Anna vẫn còn hiện hữu trong bộ váy cưới ấy và nhảy những vũ điệu mà cô chưa từng được thử trong lễ cưới của chính mình. Còn đối với các nhà khoa học, họ vẫn đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân đằng sau hiện tượng này.